Diễn viên Ngọc Lan ôm tổng giám đốc công ty bảo hiểm làm hòa. Mất gần 15 tỷ đồng sau cuộc gọi video với người tự xưng là Cục trưởng Bộ Công an. Chủ tịch bóng đá Indonesia tố Thái Lan chơi xấu trước SEA Games 32. Chào mừng các bạn đến với bản tin cuối ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Chúng tôi đã tổng hợp các tin tức chính, nổi bật nhất trong 24 giờ qua trên thế giới và tại nước ta. Nếu thấy hay, bổ ích, đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Diễn viên Ngọc Lan ôm tổng giám đốc công ty bảo hiểm làm hòa. Tại họp báo, Ngọc Lan đã thống nhất với công ty bảo hiểm về việc tiếp tục duy trì hợp đồng bảo hiểm của mình và con trai với gói bảo hiểm cao cấp Diamond. Sáng nay, ngày 20 tháng 4, diễn viên Ngọc Lan đã có buổi họp báo nói rõ mọi vấn đề liên quan đến buổi livestream bóc phốt về hợp đồng bảo hiểm của cô. Theo đó, tại họp báo, nữ diễn viên khẳng định khi sự việc xảy ra, công ty đã có buổi làm việc với cô và luật sư. Cô chỉ muốn đảm bảo quyền lợi, chứ không hề muốn vấn đề đẩy đi quá xa, làm ảnh hưởng hay tạo ra định kiến không tốt cho cả một ngành nghề. Về phía MVI Live, tại buổi gặp gỡ báo chí, ông Đào Văn Đồng, tổng giám đốc công ty MVI Life, tiền thân là bảo hiểm Aviva, hiện trực thuộc tập đoàn Manulife cho biết, khách hàng Ngọc Lan đã thống nhất với công ty bảo hiểm về việc tiếp tục duy trì hợp đồng bảo hiểm của mình và con trai với gói bảo hiểm cao cấp Diamond. Công ty cam kết lắng nghe mọi giải đáp từ khách hàng. Khi tiếp nhận những chia sẻ của Ngọc Lan, công ty đã lắng nghe thắc mắc, giải thích thêm những quyền lợi và đã thấu hiểu lý do vì sao khách hàng đưa sự việc lên mạng xã hội. Ông Đồng cũng cho biết. Ngoài ra, ông Đồng thừa nhận những góp ý của Ngọc Lan là cơ sở để doanh nghiệp cải thiện chất lượng dịch vụ, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Ngọc Lan vì đã không cung cấp được dịch vụ hoàn hảo như mong đợi và mong Ngọc Lan chấp nhận lời xin lỗi. Sau khi nghe ông Đồng nói, diễn viên Ngọc Lan chấp nhận lời xin lỗi và cho biết ban đầu cô quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ vì hiểu rằng đây là sản phẩm mang nhiều ý nghĩa, giúp bản thân và gia đình an tâm hơn. Tuy nhiên, do chưa được tư vấn đầy đủ về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, nên sau đó cô mới chia sẻ lên mạng xã hội. Bức xúc này kéo dài khá lâu chứ không phải bột phát. Thông qua câu chuyện của mình, cô mong rằng khán giả cần hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trước khi đặt bút ký. Việc chia sẻ vấn đề của mình lên mạng xã hội nhằm mong muốn quyền lợi được đảm bảo chứ không muốn sự việc bị đẩy đi quá xa. Do đó, sau khi làm việc lại với công ty bảo hiểm, cô quyết định tiếp tục tham gia bảo hiểm tại MVI Life nhưng chỉ giữ sản phẩm chính, bỏ sản phẩm bổ sung. Chuyển sang tin tức tiếp theo. Mất gần 15 tỷ đồng sau cuộc gọi video với người tự xưng là Cục trưởng Bộ Công an. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ việc một người dân mất gần 15 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi video của người tự xưng là Cục trưởng của Bộ Công an. Ngày 20 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra về việc ông Lâm, 71 tuổi, trình báo bị lừa gần 15 tỷ đồng. Theo trình báo, sáng 3 hôm trước, ông Lâm nhận cuộc gọi và được người đàn ông tự xưng là cán bộ công an. Ông được thông báo dính tới đường dây tội phạm ma túy và hiện đã có lệnh bắt giam. Trong lúc, ông Lâm đang cố thanh minh, không liên quan thì cuộc gọi chuyển sang video call. Phía bên kia, một cán bộ công an đưa hình ảnh lệnh bắt giam, báo sẽ chuyển máy đến lãnh đạo Bộ Công an để làm việc trực tiếp. Ít phút sau, ông Lâm nhận được điện thoại với đầu số 034. Người liên lạc xưng là Thiếu tướng, Cục trưởng Cục điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an. Ông cho hay người này cũng gọi video call, nói ông dính vào vụ án, muốn chứng minh mình trong sạch, phải kê khai, chuyển tiền vào tài khoản xác minh. Nếu sau đó ông được xác minh không liên quan, tiền sẽ được trả lại. Theo trình báo, ông Lâm đã ra ngân hàng, chuyển 6 tỷ đồng vào số tài khoản mà Cục trưởng cung cấp. Ngay sau khi chuyển tiền, cụ ông lại nhận được cuộc gọi yêu cầu phải đi mua điện thoại mới, SIM mới đăng ký với ngân hàng, tải app, cổng thông tin điện tử Bộ Công an để khai tên, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, tên đăng nhập, mật khẩu. Ngày 18 tháng 4, ông Lâm lại nhận được điện thoại của Cục trưởng yêu cầu ra ngân hàng, chuyển tiền để kiểm tra. Ông tiếp tục chuyển thêm hơn 8 tỷ đồng. Đợi mãi không thấy Cục trưởng gọi để trả tiền, nghi ngờ nên ông Lâm đã hỏi người thân. Ông đến ngân hàng nhờ kiểm tra thì biết được tài khoản nhận được 15 tỷ đồng này đã chuyển hết sang 4 tài khoản khác. Thời gian qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp khuyến cáo các hành vi lừa đảo bằng hình thức giả cơ quan chức năng, công an, viện kiểm sát, tòa án. Ngoài ra, gần đây còn nổi lên thủ đoạn dùng công nghệ deepfake thông qua video call để giả dạng hình ảnh và giọng nói của người thân, quen để tạo sự tin tưởng. Trong lúc video call, bằng nhiều cách, những nhóm tội phạm sẽ yêu cầu nạn nhân thực hiện nhìn thẳng
nghiêng trái, nghiêng phải để ghi lại video và dùng nó để mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử, đứng tên nạn nhân. Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định khi làm việc, xác minh, điều tra sẽ đến trực tiếp hoặc có văn bản thông báo gửi đến chính quyền, cá nhân, tổ chức đó, tuyệt đối không làm việc thông qua điện thoại và mạng xã hội. Tin tức cuối cùng, chủ tịch bóng đá Indonesia tố Thái Lan chơi xấu trước SEA Games 32. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Erick Thohir cho rằng truyền thông Thái Lan đã chơi xấu khi đồn đoán huấn luyện viên Mano Poking thay thế huấn luyện viên Shin Tae-yong. Không chỉ được đồn đoán dẫn dắt một đội bóng ở Việt Nam, huấn luyện viên Mano Poking còn được cho là sẽ tới tiếp quản ghế nóng ở đội tuyển Indonesia thay thế cho huấn luyện viên Shin Tae-yong, người sẽ còn hợp đồng tới cuối năm. Nói về thông tin này, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI Erick Thohir đã tỏ ra rất bực bội. Ông cho rằng đó là chiêu trò của truyền thông Thái Lan nhằm chia rẽ nội bộ bóng đá Indonesia trong bối cảnh SEA Games 32 đang tới gần. Người đứng đầu bóng đá Indonesia cho biết đó là những chiêu trò từ Thái Lan trước thềm SEA Games vì không muốn bóng đá Indonesia phát triển. Điều này làm ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình đàm phán giữa chúng tôi với huấn luyện viên Shin Tae-yong. Với tư cách chủ tịch PSSI, tôi khẳng định không biết thông tin này và chưa từng đàm phán với huấn luyện viên nào. Nếu bóng đá Indonesia trỗi dậy, điều đó sẽ rất đáng sợ với các đội bóng khác ở Đông Nam Á. Do đó, họ đang tìm cách chia rẽ. Nếu bạn muốn biết về thông tin này thì hãy hỏi phía Thái Lan. Cũng như trước đây, khi huấn luyện viên Park Hang-seo được đồn rằng sẽ dẫn dắt đội tuyển Indonesia, bạn cần phải hỏi phía Việt Nam. Tôi không lạ gì những chiêu trò chia rẽ như vậy trước SEA Games cả. Theo tiết lộ của thành viên ủy ban điều hành BSSI Arya Sinulinga, chủ tịch Erick Thohir có buổi gặp gỡ với huấn luyện viên Shin Tae-yong trong tuần này. Ông sẽ trao đổi nhiều vấn đề với huấn luyện viên người Hàn Quốc, trong đó có tương lai của huấn luyện viên người Hàn Quốc này. Tờ Pola khẳng định, cho tới bây giờ, tương lai của huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn là dấu hỏi sau khi vị trí chủ tịch BSSI được chuyển giao từ ông Mohammad Iaran sang ông Erick Thohir vào tháng 2 năm 2023. Trước đó, trong thời gian làm chủ tịch BSSI, ông Mohammad Iaran đã có kế hoạch gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Shin Tae-yong vào tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, sau đó bóng đá Indonesia đã trải qua nhiều sóng gió khiến cho thương vụ này chưa thể hoàn tất. Tin tức trên đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!